Kính chào quý vị, xin chào các bạn. Ở video này, tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị cách để đăng ký và KYC tài khoản trên sàn CoinX tại địa chỉ là coinex.com. Thì hiện tại, để chào mừng ngày mùng 2 tháng 9, CoinX chính thức ra mắt phiên bản tiếng Việt. Quý vị đăng ký KYC và giao dịch trên sàn CoinX thì quý vị có thể nhận được 2.000 coin là CET, đây là coin của sàn CoinX. Ok, quý vị hãy lấy cái đường link mà tôi để bên dưới video này và quý vị đăng ký thì quý vị sẽ được nhận thưởng. Quý vị có thể cập nhật tất cả các thông tin chính thống của CoinX Việt Nam tại Telegram. Quý vị hãy vào tìm kiếm là CoinEX gạch Việt Nam. Thì đây là cái group hỗ trợ cho cộng đồng nhà đầu tư người Việt. Khi quý vị đăng ký theo cái đường link mà tôi để bên dưới video thì nó sẽ có cái giao diện như thế này. Hoặc quý vị cũng có thể vào trực tiếp từ coinex.com. Quý vị chọn vào sign up để đăng ký. Đó thì nó sẽ ra cái giao diện. Ở cái ô thứ nhất, quý vị hãy nhập email của quý vị vào. Rồi nhập xong, quý vị chọn vào send code. Và quý vị hãy mở email lên. Đây. Quý vị vào email và lấy cái mã mà CoinX họ vừa gửi vào email. Rồi quý vị dán nó vào đây. Cái ô thứ hai này. Cái ô thứ ba, quý vị hãy nhập mật khẩu. Ô thứ tư, quý vị xác nhận lại mật khẩu một lần nữa. Rồi, cái ô Federal Code là 9P3RH là chính xác. Quý vị tích vào cái ô tôi đồng ý, rồi quý vị chọn vào sign up. Và một cái màn hình thông báo quý vị đã đăng ký thành công. Rồi, thì ở cái bước này quý vị có thể chuyển sang tiếng Việt. Quý vị chọn luôn ở cái phần xác minh bảo mật 2FA. Chọn mã xác minh TOTP. Chọn vào bước tiếp theo. Thì quý vị hãy copy cái mã QR code này và thêm nó vào cái Authy 2FA mà quý vị đã cài đặt ở trên cái điện thoại smartphone. Rồi, ở đây tôi sẽ quét cái mã QR. Sau khi quét xong, quý vị chọn vào bước tiếp theo. Ở đây quý vị chọn vào gửi mã xác minh. Và quý vị mở email lên để lấy cái mã xác minh từ email trước đã. Copy này. Quý vị dán nó vào đây. Ở cái ô thứ hai, quý vị hãy nhập cái mã QR code từ cái Authy mà nó chạy trong vòng 30 phút thôi. Cho nên quý vị cũng phải thao tác nhanh. 6, 4, 5, 9, 7, 1. Chọn gửi.
Rồi, tôi sẽ thao tác lại. 6, 9, 4, 4, 6, 7. Cho nó gửi này. Vẫn nỗi. Chín một sáu không tám năm chín một sáu không tám năm chín một sáu không tám năm này. Ok, 307100. Vậy là đã xong cái phần cài đặt bảo mật 2FA. Trong trường hợp quý vị ai chưa biết cài đặt cái 2FA trên điện thoại smartphone thì quý vị có thể tìm những video trước mà tôi đã chia sẻ. Rồi ở đây quý vị chọn tài khoản, chọn vào cài đặt tài khoản. Cái phần xác minh số điện thoại thì quý vị có thể không cần xác minh cũng được, bởi vì quý vị sử dụng số điện thoại Viettel thì sẽ dễ nhận được tin nhắn hơn. Còn quý vị sử dụng điện thoại Vina hoặc là mạng Mobifone thì có một số sàn tin nhắn họ gửi đến rất chi là chậm. Thì quý vị có thể không cần liên kết cái này cũng được. Ok, bây giờ quý vị hãy vào cái xác thực KYC, chọn đi xác minh. Thì quý vị cần hoàn thành tất cả những cái thông tin ở đây. Rồi, quý vị chọn vào cái ô tôi hứa này, chọn tiếp đã chuẩn bị. Ở đây quý vị có thể sử dụng căn cước công dân, chứng minh thư hoặc là bằng lái xe để có thể được. Quý vị hãy điền đầy đủ. Ở đây tôi để nguyên là căn cước công dân và tôi điền đầy đủ thông tin vào, chọn vào bước tiếp theo. Tôi sẽ chọn tải lên từ thiết bị này, bởi vì tôi đã để và chụp sẵn cái căn cước công dân ở trong máy tính rồi. Cái ảnh thứ nhất là mặt trước, ảnh thứ hai là cái mặt sau, chọn xác nhận. Bước này là bước thứ ba, xác nhận khuôn mặt, chọn bắt đầu. Sau khi quý vị chụp ảnh xong thì nó sẽ có một cái thông báo xác thực KYC và bên sàn họ sẽ làm việc trong vòng từ 1 đến 3 ngày thì họ sẽ có cái thông báo gửi vào email của quý vị. Ok, thì bây giờ trở lại với cái group Telegram của CoinEX Việt Nam. Tất cả các thông tin về cái chương trình khuyến mại ra mắt phiên bản tiếng Việt dành cho thị trường Việt Nam thì quý vị hãy vào cái Telegram quý vị để quý vị tìm hiểu đó. Thì cái phần thưởng nóng là 30 CET cho người dùng đăng ký và hoàn thành KYC trong thời gian từ ngày 27 tháng 8 đến ngày 10 tháng 9 đó. Và tiếp theo là các phần thưởng khác liên quan đến cái khối lượng giao dịch đó thì quý vị có thể tìm hiểu ở trong cái group này và tôi sẽ không đi sâu chi tiết về các vấn đề này. Ok, và đến đây thì tôi xin kết thúc video này.